Tối ngày 9 tháng 8, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Công an quận Sơn Trà và trưởng Công an 5 phường trên địa bàn đang áp dụng biện pháp phong tỏa cứng gồm An Hải Bắc, Mân Thái, Thọ Quang, Nại Hiên Đông, Phước Mỹ về công tác phòng chống dịch COVID-19. Khó khăn lớn nhất đối với các phường ngay lúc này là việc hỗ trợ người dân có được rau củ thực phẩm để mọi người yên tâm ở nhà, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Giám đốc Công an thành phố biểu dương những nỗ lực của Công an các phường trong việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân ở khu dân cư, tổ dân phố, tranh thủ vận động các nguồn lực giúp đỡ hỗ trợ cho nhiều hộ dân khó khăn, đặc biệt ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, mỗi cán bộ chiến sĩ phải xác định rõ nhiệm vụ, ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân, tăng cường tuần tra nhắc nhở người dân tuân thủ mọi quy định phòng chống dịch để sớm đưa thành phố về trạng thái bình thường mới. Dịp này, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng đã gửi tặng nhiều suất quà đến các hộ dân đặc biệt khó khăn của 5 phường nhằm chia sẻ động viên mọi người cùng chung tay với thành phố vượt qua đại dịch.